Rồi Minh Tăng lên chào tất cả chú anh chị và mọi người ha. Thì chắc ngày dẫn em Tâm đi vô chợ đi mua quần áo rồi mọi người. Có thấy có để hay gì đó. Ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngủ lắm rồi. Mua cho hộp phân giấy ướp đi rồi ra đi lên cầu thang nè, ra đi cầu thang đi. Này trung tâm thương mại này bự dữ ha. Có mấy tầng á. Lên trên mua đồ ha. Lên đầu mới có quần áo không mọi người? Lên lầu ha. Nó bán vàng không á. Không, nhiều ngàn á. Đó, vậy trong đầu đó. Quá trời. Quý sớt. Mua gì hả? Chị có quần áo, nam. Dạ, đó, nam vô đây. Đó, quần áo nam nè, vô ủng hộ chị vậy. Vô ủng hộ. Đó, đó rồi. Rồi đứng đây đi, dễ gì đem ra. Đi ra ra đi rồi. Áo sơ mi tay dài á chị. Ôi trời ơi. Sọc gì nè. Cô coi không? Có gì? Đây nè, chị này nè. Tôi quay không? Tôi có biết đó. Mấy cầm là biết rồi. Không biết rồi à. Đó, lên ủng hộ đó. Dạ. Vô đó đi em, vô đó đi. Đi vô đây. Ừ, vô nó lựa đi. Áo đâu? Đang đấy. Mua quần jean ha. Vậy là chiếc kìa. Lấy quần jean luôn. Nè. Đây, ghế đây. Trời ơi, thương quá. Lấy quần jean luôn. Rồi cưng, ngồi đây đi. Rồi. Sọc đuôi hay là sọc cà rô? Ngồi quay đây nè. Ngồi quay ra. Đây, đứng lên nhé. Tôi đang ngồi xích đi trong đó kìa. Nè, ngồi quay đây nè. Nè, rồi ngồi ở đây. Dạ, áo sơ mi. Khoai áo sơ mi tay dài ha. Áo sơ mi á. Thích tông tối, tông sáng rồi nói. Thôi lấy cho nó đi. Sọc cái này nè chị, sọc bự vậy nè. Mà kiểu khác sọc đi. To đi Quyên. Ừ, sọc to. Kiểu khác. Sọc to. Xuân cái này hơi tối lắm. Cỡ ni người này. Sọc xuôi mà sọc to hả? Cái áo cái sọc đó đẹp đó. Ờ, đúng rồi, áo đó đó. Hôm nay nè. Thử một cái vừa là người ta lấy mấy kia đặc biệt bự không? Con mặc vô thử bự lắm. Size size chừng size size M chứ gì hả? Là em là M là vừa nhớ chưa? Nhớ rồi. Cái này màu đúng rồi. Cái này màu sáng chị. Đây. Ừ thấy chưa? YouTube. Rồi cái này chỗ này bự lắm. Lấy cái lô khác đi Quyên. Cái màu đó đẹp đó, cái màu mặc đậm một cái đừng có mặc ôm quá, mà ôm quá thì nhìn thấy không đẹp đâu. Ôm quá mà hơi gọng gọng chút. Đó là áo của em đó mà. Áo nó bự rồi. Đây là vừa đó. Đây là vừa nè. Đây. Thấy hả? Rồi rồi em ở đâu chưa vô cái nào mua. Em có bán nhiều lắm. Thấy đâu rồi thấy. Thấy à. Chú mua áo quần nữa nè. Con áo. Này cũng luôn. Ừ. Hai cái này đẹp rồi, hai cái này. Mặc luôn đi. Hai cái tông khác nhau ha. Vậy coi cái thai con vừa không? Cho thai liền. Ừ, cho thai liền luôn, cho thai liền không? Cho thai liền. Cho chỗ thai đi. Có chỗ thai không? Cho thai luôn. Cho thai luôn đi. Thai luôn hả? Thay bộ đồ cho nó luôn. Chưa, để cô chỉ. Đây nè, qua đây đi. Chị che màn cho. Còn mới đứng đại đó, cởi luôn đi. Đó là chấp nhận rồi đó. Rồi hai người đứng vịn là đứng bếp trong. Đỡ không? Nè nè, em thử này luôn chị nè. Chúng luôn. Lên luôn rồi. Ừ, lên sóng nổi tiếng luôn. Kỳ kỹ kéo người kỹ, đừng có tuột xuống mới giải. Cái là.
Có chừng tiền trong đó đó. Tiền đó nó đang cầm mấy triệu đấy. Này thì khán giả đang ở đây thì đang chờ. Vĩnh nghe, chờ đừng buông nha. Đang Vĩnh nè, đang buông đâu. Đang Vĩnh nghe. Thôi Vĩnh nha, đừng có dòm nghe. Nó cho gì đó đến kìa. Không còn bằng dừa đi. Dừa không? Rồi, dừa. Ngọc không đi trên mặt trời toàn rồi người mấy cô gái xinh xinh không rồi. Chịu sao nổi. Đưa phẫu thuật cho kìa. Có ai chịu gã luôn. Thay cái kia đi, đứa này đây. Cầm. Đụng như nó cháy như chết á. Thuốc lá. Coi chịu gã luôn ha. Thay quần kia luôn, thử quần kia luôn. Cái này là vừa phải không? Hả? Này bán nhóc phải chân tiệm trời. Chắc có. Dạ em làm ơn cho dụ giùm em đi thuốc luôn. Để hồi nó khói lên nó hút. Muốn gì đó chị ơi. À không đúng rồi, học khói thuốc lên nó hút. Cầm dụm đi, cầm dụm. Rồi em ơn. Nó khói lên nó hút. Tính mua gì cơ? Thay quần kia coi vừa không nha. Mặc cho nó một bộ luôn nha. Đưa cái quần nó ra đây cho chị cắt phi đi rồi ngồi với bạn luôn. Đây. Đây đây em cắt cho. Quá nhiệt tình mấy cô gái ở đây bán hàng quá nhiệt tình. Nhờ biết cô nó trên mạng lắm chứ. Có ai mua đồ ghé đây ủng hộ luôn ha. Rồi cái này cái mới này hả? Cái này cái mới hay cũ? Mới ra gài nút mới. Nhiều cái quần này. Nhiều cái. Rồi mà em coi giá em tính cho em không có bán mắc đâu. Bán cho người nó tiếng mà. Em lên mạng làm sao? Bán cái gì tốt. Gành ha. Gành ha. Có ai mua đồ ghé ủng hộ em gái luôn nha. Em gái nói chuyện quá dễ thương. Nó khen kiểu này về vợ nghe được chết luôn. Chắc có nghe. Chắc giờ có nghe. Cầm tiền cho nó không có sợ. Nó sợ tiền đấy. Tiền mà sợ. Sợ mất tiền của nó. Ủa vậy là hôm bữa chị này cho tiền mà không lấy nè hả? Ừ. Đúng rồi. Đúng á, chị này cho tiền mà không lấy không? Ừ. Trời ơi, em đâu có cần phải lên trên đó đâu mà. Cũng lên chứ hả? Em đang lên sóng. Lấy quần sọc đi, em thay 27/8 luôn. Em trai này luôn, em Quyên ơi. Quyên ơi, chị bỏ túi rồi. Đây, quần áo bán rất là nhiều mọi người. Tâm khi thay đồ thì sợ mất tiền. Hỏi gì 6 tiền đâu kìa. Nó biết chưa. Cũng may là khi mà vô chợ mua đồ cô chú nhận ra thì cái ai cũng biết trung tâm cho mọi người thì tiền của anh Tom Tommy ở bên Mỹ nó thì cho mua điện thoại quần áo cho tiền uống hút nữa với tiền cơm. Rồi ạ, à, gầy áo đi Tâm mặc quần vô chưa? Ra đây cho cô chú coi cái. Ủa, cái đó đẹp đó Hí. Bộ đồ đó đẹp đó. Tâm hả? Đồ cũ hả? Rồi. Đó, quá đẹp trai. Rồi, quá đẹp trai rồi nè. Đây ra đây nè em trai. Quay ra. Trời ơi, đã dữ trời. Rộng quá. Mấy bộ? Thơm quá à. Rộng quá. Rộng quá đẹp trai dữ hả? Không, cái này nó dẻ. Nó có độ giãn nhiều, giãn độ giãn nhiều lắm. Đẹp không Tâm? Không, bảo đảm cho anh, nó giãn. Ngon lành không? Quay vào đây coi. Quay đây kìa. Quay nhìn đây. Chú dòm kìa. Ừ. Quá trời đẹp trai rồi nè. Lưng thun Nguyên ơi, cho dễ mặc Nguyên. Ừ. Mình có lưng thun không? Để lưng thun đi cho dễ. Để cho nhỏ bên đây nè. Cái đó được. Lưng thun nhỏ hả? Nhỏ, lấy quần sọ. Ừ. Con chịu đồ thể thao, đồ ngắn không? Mấy mới mua mấy bộ đồ đá banh đấy. Linh có mua đồ thể thao ngắn không?
mua hai bộ, mua hai à, hai bộ đá banh về bạn ha. Thôi hả gì đá banh luôn đi ha, mua hai bộ đá banh ha. Đồ dán này mà, đồ dán, đồ dán. Cái dán mình thì nó ôm quá, cái lấy cái quần sau hơi rộng chút quá chị. Xung quanh phi rồi, nằm được em đổi là được bình thường nhưng mà này bự hơn nè. Ừ, thấy bự hơn cái đó. Thôi đá banh thôi mua, đá banh thôi. Đá banh khỏi mua. Sao ạ? Thôi, thôi. Không có đồ thun kiểu đá banh chứ không phải là đồ thun, đồ thun bằng ở nhà cho nó mát. Đồ thun bằng nhà cho nó mát. Dài áo này là nó về nó giãn được. Rồi. Với hai bộ đồ thun bằng nhà nha. Nè em lựa đi. Mẫu này người ta còn cho rồi đồ về cho nó nữa. Mua tết thôi mà mốt chừng người ta có cho đồ nữa. Để dành tiền để uống thuốc. Hai bộ mẫu con thứ lấy cái màu xanh kia xong lấy. Anh thử mà anh quay mấy em anh tặng em mấy em thử bộ khác mà. Chị. Khác mà. Em áo thun luôn ha. Ý cho chị áo thun tay em bé này luôn. Anh đó đó. Thôi anh thử anh quay anh tặng mấy em bộ anh ta. Mấy cô này tặng cho cái này tặng người bộ này. Này màu xanh đó đó. Màu xanh đó đó. Ừ, đúng rồi, màu đó đó. Màu đó với cái màu này nè. Đen chịu này ha. Màu này ha. Chịu này không? Ôi, cái đó nhỏ lắm nhỏ, rồi. Nhỏ, nhỏ lắm rồi. Nhỏ. Bự số bự mới được. Bự rồi. Nó uống thuốc này mới mập lên đó nha. Chứ nếu mới còn ăn ngủ được cái mập lên đó. Đúng rồi, mập lên đó. Muốn chặt lấy bự lên nữa. Lấy bột ít đi. Sao ơi. Mai mốt nó bự con ra nha. Dạ. Không phải như vậy đâu, mua như vậy là mai mốt nó không mặc được đâu. Mốt nó còn uống thuốc nó ăn được, nó ngủ được mập lên á. Cái này vừa mà. Cái đó rộng thoải mái. Cái này rộng rãi thoải mái. Nó to cao đó. Không phải trừ hao rộng quần này nhỏ quá rồi. Bộ đồ này phải lớn. Nhỏ hơn bộ đồ ở nhà nữa. Có bự hơn nữa không? Bự hơn nữa không? Rộng bằng cho nó thoải mái. Ở nhà có bộ cũng vậy nhưng mà rộng. Cái lớn hơn không? Này em mời. Em mời cho một ít. Cái này cái hai cái trên lời đó. Rộng bằng mấy nhà mặt rộng cho thoải mái chứ có gì đâu. Ừ. Chị Hai thì mình chị Hai cho thoải mái. Ừ đúng rồi. Đó. Dài đó nghe. Đấy, kìa đi. Ở nhà nó bằng rồi. Cũng có mấy bộ gì nè. Nhà có mấy bộ bự thấy mặt nó lần nữa. Đó, rồi. Nó rộng đó. Dạ. Cái đó bự rồi đó. Rộng quá. Ê. Để cái cậu đồ thun nha. Kìa đi coi. Được rồi. Chị Hai ha. Dạ. Chị Hai cho nó bự đi nha. Con nhớ thấy con đẹp này học đẹp. Rồi đem ra cái kia vậy. Yeah, bạn người rồi đó. Rồi đẹp không? Thấy đồ được không Tâm? Hết vậy thôi, bộ này với hai cái đó được rồi. Được không? Chịu này không? Hả? Chịu vừa đó, cái đó được rồi đó, cái đó. Bộ này với hai cái quần jean với hai áo được rồi. Lấy hai bộ thay đổi. Ở nhà nó cũng có rồi. À lấy bộ xanh đó là bộ đỏ hả? Nè. Cái này mặc vừa không? Đỏ là được đó. Cái này của em đó đó. Rồi, bộ đỏ nó đi. Ừ, áo bự gì đó cho nó rộng. Coi đá vô đi. Bộ xanh nãy rồi chị. Rồi, bộ đỏ đó. Nè. Cái màu đỏ màu kia. Màu đó xanh đó nè. Này cái này sao bộ này. Rồi đó. Chị có không? Rồi, còn nhiêu đó chị? Sợ không? Hai bộ đồ vô hai cái quần sọt hai áo thun với hai bộ đồ cho nó. Nó phát không? Không. Vô ghế xem cho nó ngồi. Rồi ông đó là em ông này hả? Em. Rồi con ngồi đây đi. Ngồi quay mặt ra. Quay mặt đây nè. Rồi ngồi đây. Đây. Rồi vô xong chưa? Nè bỏ vô đi quý. Nó mặt trên mình thấy ôm nó phải rộng tí nữa. Muốn lấy rộng thôi chị ơi. Số lớn hơn chút không? Thôi vậy đi, tại thôi. Vì cái đó giảm cái này rộng. Cái độ dẻ. Chịu cái này hay là đổi cái khác? Cứ còn rộng một chút đi. Hả? Rộng tí xíu coi mới thấy rộng rồi, lấy rộng. Được không? Cái quần sau rộng hơn chút. Được rồi ha. Cái quần sau lấy bự hơn. Nó giãn giãn nhưng mà điều cái này nó hơi rộng tí nó coi mới hay nó ôm quá. Lấy cái quần sau á chị hay bự rộng hơn. Bự quần sau hơi rộng còn quần này nó ôm quá. Thêm thằng mày thằng em nữa. Được không? Cái chị này được không? Đẹp không? Em chị đẹp mà chị giảm giá đó. Ba áo luôn hả? Hai áo. Hai áo. Rồi mình lấy hai áo là hai áo nào? Hồi nãy được hai áo. Để cái áo cái này nè. Áo này phải không? Chị áo này phải không? Áo quần jean. Hả?
nó sọc kia thấy đẹp hơn rồi. Ừ, thôi cái sọc nhỏ này. Cái này đẹp hơn. Đó, đó. Ừ, cái này đúng rồi, cái đó đó. Cái này mới đẹp. Hí lấy cái áo gì? Là dáng cao. Áo thùng với quần sọt. Rồi tổng là nó mặc áo sơ mi theo lịch sự không? À hai áo. Hai quần sọt hai áo. Tính giá hội nghị nha, đừng chặt nha mấy em. Chị ơi, yên tâm chị. Em tự bớt đó hết. Bỏ một người cũ vô kìa. Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ lắm hả? Hả? Rồi mua đồ xong rồi đi về ngủ hả? Chị không? Mất dưới hết lên. Chị 8, 6 chục hả? Đồ thể thao em bán cái 90 ngàn bộ nha. Tính ưu tiên hết vậy. Có, mình bóp chị Tân có, chị Tân nó mất hết cái đầu cái kêu anh Tân nó xuống ha. Ừ, có ai đi lang thang nữa. Bố em cũng đi lang thang nè, cái gì kêu anh xuống luôn nè. Rồi một hồi mình ai lang thang là quay lên luôn. Làm được không? Tôi hỏi đây luôn nè. Dạ. 1.680.000. Có 1.860.000 nha. 1.860.000. Mua cho anh Hí chưa? Rồi 860.000. Dạ thì bây giờ cũng mua đồ cho âm xong rồi nha quý cô chú. Đó thì mua đồ xong rồi nha. Dạ tổng cộng là 2 bộ, 4 bộ, 6 bộ. Hai anh em. Có hai bộ đồ jean mà, hai bộ đồ mấy bộ đồ dài, hai bộ đồ ngắn mà. Hai quần jean, hai áo sơ mi, hai quần sọt, hai cái áo. Chiều 860 thối lại nha. Tính chiều 8 được rồi, bớt 60 đi. Dạ không được, em bớt trong đó hết trơn luôn rồi đó, bớt nhiều luôn rồi đó. Chiều 9 thì khỏi thối. Em bớt nhiều luôn rồi đó. Quay lên nè, chiều 9 vào, chiều 8 tính chiều 9 đúng không? Ừ, ok. Được không? Có nhiều con nè. Thì chị quay lên được rồi. Rồi, giờ mua xong rồi đi về mọi người ơi. Bây giờ đi về mà. Rồi. Cảm ơn.